Tống Tổ Nhi, tiểu Na Tra với quá khứ thắt loạn, bị ném đá thậm tệ đến khi trưởng thành. Tống Tổ Nhi, sinh năm 1998, được nhiều khán giả biết đến qua vai Na Tra trong Bảo Liên Đăng Tiên Truyện 2009. Bên cạnh khả năng diễn xuất ngày một tiến bộ, sao nữ 9X cũng ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp, trong sáng và được nhiều người gọi với biệt danh tiểu thần tiên tỷ tỷ. Cô được cho là một trong những diễn viên nữ có khả năng kế thừa tượng đài nhan sắc của các sao lớn như Angelababy, Dương Mịch, Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, Tống Tổ Nhi phải đối mặt với hàng loạt tin đồn xấu sau khi được chú ý và mất cả chục năm để vượt qua những scandal này. Tống Tổ Nhi tiếp xúc với làng giải trí khá sớm. Ngay từ khi mới 7 tuổi, cô đã tham gia vào bộ phim truyền hình Biến Rộng Trời Cao năm 2005 với vai Đồng Dao. Cùng năm, cô còn tham gia thêm hai tác phẩm khác là Mật Lệnh 1949 và Thanh Thành Chí Luyến. Năm 2007, phim điện ảnh Bạn Là Thiên Sứ do Tống Tổ Nhi đóng chính đoạt giải phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Liên hoan phim Hollywood AOF. Tuy có xuất phát điểm hoành tráng và thuận lợi, nhưng công chúng thời điểm đó vẫn không mấy ấn tượng với cái tên Tống Tổ Nhi. Phải mãi đến năm 2009, khi tham gia vào tác phẩm Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, cái tên Tống Tổ Nhi mới có cơ hội tỏa sáng. Bảo Liên Đăng Tiền Truyện là bộ phim truyền hình ăn khách kể về câu chuyện của Nhị Lang Thần và Tam Thánh Mẫu. Tác phẩm có sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi như Tiêu Ân Tuấn, Lưu Đào, Lưu Hiểu Khánh. Trong phim, Tống Tổ Nhi đảm nhận vai Na Tra. Sự thành công đến từ khi nhỏ tuổi giống như con dao hai lưỡi với Tống Tổ Nhi. Chỉ cần search Tống Tổ Nhi trên mạng, lập tức sẽ có rất nhiều bài báo cũng như thảo luận trên diễn đàn. Người ta đồn rằng Tống Tổ Nhi là em họ của thư sướng nên mới có được thành công như vậy. Có nhiều blog giải trí chia sẻ rằng Tống Tổ Nhi nhỏ tuổi nhưng nổi sớm, con nhà giàu nên thái độ chánh chọe. Im lặng trước những lời đồn thổi, năm 15 tuổi, Tống Tổ Nhi bỏ lại chuyện quá khứ quyết tâm lên đường sang Mỹ du học. Những tưởng từ nay khi rời xa hào quang showbiz, tin đồn thất thiệt sẽ ngừng ám ảnh cô. Nhưng những kẻ bắt nạt trên mạng không thiếu cách để đeo bám. Tống Tổ Nhi còn bị đồn đại là con nhà giàu, du học chục năm mà tiếng Anh không ra gì, học trường con nhà giàu và lối sống thác loạn, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học đào mỏ, cặp kè với thiếu gia. Đến năm 2016, Tống Tổ Nhi về nước và bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại. Bên cạnh các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, cô còn tích cực tham gia các show truyền hình thực tế như Hoa Tỷ Đệ Ba, Running Man Bản Trung và cũng thu về những phản hồi tích cực. Từ đây, những tin đồn xung quanh cô mới dần được sáng tỏ. Nhân viên đoàn làm phim từng làm việc với Tống Tổ Nhi cho biết, đó là một cô nhóc dễ chịu, nhanh nhẹn, thích ăn bánh rán. Đồng thời, cũng phủ nhận tin đồn rằng Tống Tổ Nhi nhờ thân thể mới có vai Na Tra. Thư sướng ở trường quay gọi tên thật của Tống Tổ Nhi là Quyên Quyên, chứ không có gì đối xử đặc biệt hơn người thường, không hiểu sao lại bị Thành có quan hệ thân thích. Bản thân Tống Tổ Nhi cũng lên tiếng về những scandal khi cô đi du học. Thực ra gia đình tôi không phải là đại gia, chỉ là có điều kiện hơn bình thường một chút. Khi tôi sang Mỹ du học, cha mẹ tôi cũng phải bán một căn nhà. Cuộc sống ở Mỹ của tôi cũng không phải xa hoa như người ta đồn đại. Tôi không học ở trường đại gia gì, mà chỉ là một trường dòng ở tiểu bang Illinois. Cô còn nhấn mạnh, không những vậy, tôi còn ở trọ tại căn hầm của một gia đình bản địa, tự mua nệm, tự trang trí phòng. Qua cơn bí cực tới hơi Thái Lai, năm 2019 là năm chuyển mình của Tống Tổ Nhi khi lần lượt tham gia các dự án hấp dẫn như Tim Đập Trên Đầu Lưỡi, vai nữ chính Lâm Khả Tùng, Cửu Châu Phiêu Miểu Lục, vai Vũ Nhiên. Các dự án này đều nhận được sự phản hồi tích cực. Dự kiến trong năm 2020, Tống Tổ Nhi sẽ tiếp tục góp mặt trong tác phẩm huyền huyễn Sơn Hải Kinh Bí Mật Thừa Cổ cùng với diễn viên được yêu thích như Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải. Scandal nối tiếp. Tháng 2 năm 2021, khán giả Trung Quốc được một phen xôn xao trước thông tin Tống Tổ Nhi bí mật kết hôn và dọn về chung sống với một phú nhị đại, con nhà giàu, quyền thế. Tin đồn trên khiến sau phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Không để sự việc thêm ồn ào, đại diện của Tống Tổ Nhi ra thông báo chính thức phủ nhận việc nữ diễn viên được bạn trai bao nuôi. Phía Tống Tổ Nhi cũng chỉ đích danh tên các blogger có lượng theo dõi lớn như Ngô Nhạc Vô Hạn Giới, Ngô Danh Tiểu Tốt, Bác Quyền Tiểu Trư đã đưa thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mỹ nhân sinh năm 1998. Không những thế, Tống Tổ Nhi còn yêu cầu họ phải xóa bài viết, đồng thời tuyên bố nhờ cậy đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Tống Tổ Nhi vướng scandal hẹn hò. Ngày 7 tháng 1 năm 2021, paparazzi chụp lại được khoảnh khắc tài tử phim Phụ Dâu Hoàng Hậu Nguyễn Kim Thiên bí mật đến khu nhà của Tống Tổ Nhi và qua đêm tại đây. Anh thoải mái dùng xe của đồng nghiệp kém 16 tuổi ra ngoài, khiến dư luận tin rằng cặp sao đang bí mật qua lại. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1998 bác bỏ chuyện quan hệ tình cảm với Nguyễn Kim Thiên, khẳng định họ chỉ là anh em, đồng nghiệp thân thiết. Trước đó, từ tháng 8 năm 2019, Tống Tổ Nhi và Nguyễn Kim Thiên đã vướng tin đồn bí mật hẹn hò khi có dịp đóng chung bộ phim Cupcake Kitchen. Người đẹp 23 tuổi và đàn anh liên tục bị bắt gặp đi chơi cùng nhau, đồng thời có những hành động thân mật dành cho đối phương. Hồi tháng 12 vừa qua, cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch ở đảo Bali, Indonesia.
Tiếp đến, tháng 3, Tống Tố Nhi lại tiếp tục vướng scandal. Cụ thể, netizen xứ Trung, đặc biệt là các fan của Beth Hill, đang vô cùng bức xúc trước việc ekip nữ diễn viên họ Tống sao chép đào nhái hình ảnh một cách lộ liễu. Sự việc bắt đầu từ việc studio chia sẻ hàng loạt ảnh hậu trường chụp tàu hình tham gia dự kiện của Tống Tố Nhi. Tuy nhiên, các fan đã nhanh chóng phát hiện ra một trong số những tấm ảnh này đào nhái trắng trợn từ bìa album của Beth Hill có tên City Light. Thời chỉnh sửa hình ảnh của ekip nàng Natra đã bê toàn bộ khung hình từ đường viền cho tới mã vạch trên ảnh, chỉ thay đổi mỗi ảnh và tên của Tống Tố Nhi vào. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung bày tỏ sự bức xúc. Bên cạnh việc tố cáo ekip Tống Tố Nhi đạo nhái, không ít bình luận cho rằng Tống Tố Nhi cố tình chiêu trò, kéo frame Mỹ Nam K-pop. Sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích, studio của nữ diễn viên muối mặt đăng bài. Lời đầu tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả những ai đã chịu ảnh hưởng từ sự cố đáng tiếc lần này. Studio chúng tôi đã ngay lập tức thay thế tấm ảnh kia thành bức ảnh ban đầu. Để tránh tình huống tương tự xảy ra, chúng tôi sẽ cải tổ, hoàn thiện lại hệ thống làm việc. Một lần nữa, muốn nói với mọi người rằng chúng tôi thật sự xin lỗi. Có thể nói, sự việc lần này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh uy tín của Tống Tố Nhi. Từ đầu năm tới nay, nữ diễn viên liên tục vướng bê bối, từ scandal bí mật kết hôn với nam diễn viên đáng tuổi chú Nguyễn Kính Thiên cho đến tin đồn dọn về chung sống với thiếu gia nhà giàu, studio của nữ diễn viên đã phải vất vả lên tiếng phản pháo phủ nhận tin đồn. Cách đây không lâu, cư dân mạng Trung Quốc đã vô cùng vui mừng trước thông tin Tống Tố Nhi sẽ tham gia dự án Toàn chức cao thủ cùng với Dương Dương. Thế nhưng vừa qua, Weibo chính thức của Toàn chức cao thủ lại đăng thông báo tuyên bố nữ diễn viên sinh năm 1998 đã rút khỏi tác phẩm này. Trước lý do mà phía Tống Tố Nhi đưa ra, nhiều người đã lên tiếng mỉa mai, ném đá cô vì cho rằng Tống Tố Nhi đã làm quá. Theo như thông báo được đăng tải, do vướng lịch trình quay dày đặc của dự án truyền hình Cửu Châu Phiêu Miểu Lục, Tống Tố Nhi muốn dồn tâm sức cho tác phẩm này nên quyết định không đảm nhận vai nữ chính Tô Mộc Tranh của Toàn chức cao thủ nữa. Ngay sau đó, cư dân mạng xứ Trung đã bày tỏ thái độ tiêu cực với nữ diễn viên sinh năm 1998. Một bộ phận khán giả cho rằng, phía Tống Tố Nhi cố tình bày vẽ kính nghiệp, trong khi thực chất đã biết đến khả năng phải quay hai dự án phim này song song. Chuyện có thể nói, trải qua gần 10 năm tai tiếng, với sự cố gắng không ngừng và một ý chí mạnh mẽ, Tống Tố Nhi đã dần vượt qua được cái bóng Na Tra Nhí hay Tiểu Trường Bá Chi ngày nào để tạo dựng tên tuổi cho riêng mình.